Chào anh em, mình là Long, tại là admin của du.vn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách mua game bản quyền đơn giản và nhanh chóng nhất trên du.vn của tụi mình. Trước hết thì anh em cứ truy cập vào địa chỉ du.vn ha. Em sẽ thấy giao diện như thế này. Rồi, ở góc phải sẽ có thanh tìm kiếm. Anh em có thể tìm kiếm game mình thích, ví dụ mình là game Subnautica. Đó là một cái game sinh tồn rất là hay. Đó. Tại đây thì anh em có thể nhấn mua ngay để tiến hành đặt hàng và thanh toán. Anh em nhấn đợi khoảng 1 2 phút để sẽ chuyển đến trang giỏ hàng. Anh em kiểm tra coi giỏ hàng ok hết chưa, nhấn thanh toán. Ở bước thanh toán mình sẽ cần anh em cập nhật họ và tên, cập nhật số nhà, tên đường, số điện thoại và địa chỉ email, những thông tin rất quan trọng để mình có thể biết được là anh em người thanh toán là ai để mình có thể giao hàng. Rồi, ở đây thì anh em có thể là thanh toán bằng nhiều cách khác nhau. Ở đây bọn mình có 5 cách đó. Ví dụ như là mình sẽ chọn là chuyển khoản ngân hàng đi, đó là nhanh và tiện nhất đó. Sau đó mình chọn đồng ý các điều khoản điều kiện và nhấn đặt hàng. Như vậy là anh em đặt hàng thành công. Anh em khi mà em chuyển khoản ngân hàng thì anh em sẽ chọn ngân hàng cần chuyển và chuyển cho bên mình. Khi thanh toán xong thì anh em sẽ nhận game thôi, rất là đơn giản. Ngoài game bản quyền thì mình còn có các thẻ nạp game này, ví dụ như là thẻ nạp Steam card ha, thẻ PlayStation hoặc là thẻ Nintendo. Đó, anh em thích mua game gì có thể liên lạc với bên mình. Xin chào và cảm ơn.